Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Top 10 cái chiếc mô tô phân khối lớn thương mại tại Việt Nam mạnh mẽ nhất năm 2008. Top 10 mô tô thương mại mạnh mẽ nhất trong cái năm 2008 vừa được xếp hạng như sau. BMW là đại diện duy nhất của Đức, có 3 mẫu đến từ Ý, còn lại đều được sản xuất tại Nhật Bản. BMW S1000 SL nổi tiếng với thiết kế đẹp và động cơ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đứng thứ 10 trong năm nay. Ducati xuất sắc hơn với hai mẫu xe đứng top đầu. Còn có chiếc Super R1000 SL của hãng Honda thậm chí không lọt nổi cái top 10 này. Top 10 mô tô được sản xuất thương mại mạnh mẽ nhất 2008 là 10 chiếc Super Sportbike. Hầu hết trong đó 10 mẫu mô tô đều đã có mặt tại trường Việt Nam. Cùng với chúng tôi xem chi tiết 10 mẫu mô tô mạnh mẽ nhất 2018. BMW S1000 SL 196 mã lực và mức giá bán là 579 triệu đồng. Là một trong những mẫu Sportbike rất được ưa chuộng tại trường Việt Nam nhờ thiết kế đẹp, động cơ mạnh mẽ và mang thương hiệu BMW. Nhưng ít người biết rằng cái chiếc BMW S1000 SL đã không nằm trong top 10 mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất năm 2007. Và năm nay, cái mẫu xe này đã lọt vào top 10 cho thấy cái sự tiến bộ của nhà BMW. Hứa hẹn sẽ đạt được vị trí cao hơn với phiên bản mới nhất BMW S1000 RR 2019. Yamaha R1 và cái chiếc RM công suất 197 mã lực và mức giá bán của R1M rơi vào khoảng 888 triệu đồng. Cái chiếc Yamaha R1M được trang bị động cơ có tên CB4 998cc 4 xe thẳng hàng 16 van. Cái chiếc R1M được Yamaha trang bị một cái phục Holin hàng hiệu. Cái dàn áo được thay thế bằng chất liệu carbon siêu nhẹ, hệ thống định vị GPS. Ngoài ra, cái mẫu xe này còn được trang bị các công nghệ tiên tiến nhất như là traction control, lane control, cruise control, slide control, anti-lock brake và kết hợp cùng với hệ thống đo lường quán tính của xe 6 chiều EMU. Thông qua EMU, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh sức mạnh động cơ, hệ thống thắng và phục giảm sốc giúp cho xe vận hành là tốt nhất. Kawasaki ZX-MR công suất 197 mã lực với mức giá bán chính hãng là 549 triệu đồng. Cái chiếc Kawasaki ZX-MR 2008 có công suất bằng với cái chiếc Yamaha R1 nhưng chỉ có một phiên bản và một mức công suất. Còn trên cái dòng R1 phiên bản là R1M nên ZX-MR được xếp vị trí là cao hơn. Và cái chiếc ZX-MR được trang bị động cơ DOC 4 sẵn hàng với dung tích xăng 998cc được phân phối chính hãng ở Việt Nam với mức giá cực kỳ cạnh tranh 549 triệu đồng. Kawasaki H2 SX 197 mã lực, mức giá bán tại Úc rơi vào khoảng là 35.000 USD, tương đương là 620 triệu đồng Việt Nam. Cũng có công suất tương tự với cái chiếc Yamaha R1 và ZX-MR, nhưng Kawasaki Ninja H2 SX được trang bị công suất này ở giải vòng tua thấp hơn nên được xếp vị trí lực cao hơn. Và cái dòng xe mới này được trang bị có động cơ là siêu nạp tương tự với dòng Ninja 2 với là 4 xe nắng hàng, dung tích là 998cc. Kawasaki ZX-14R 197.4 mã lực và mức giá bán chính hãng 694 triệu đồng Việt Nam. Là cái chiếc Superbike mạnh mẽ nhất của hãng xe Kawasaki. Cái chiếc ZX-14R sở hữu cái sức mạnh động cơ 1441 cc khối. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng khoảng thời gian là 2.5 giây. Tốc độ tối đa là hơn 300 km/h. Opera RSV4 RF 198.5 lực và mức giá bán rơi vào khoảng là 885 triệu đồng Việt Nam. Siêu phẩm Opera RSV4 RF đã có mặt tại Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, đây là cái chiếc duy nhất ở thị trường Việt Nam và chỉ có đúng 500 chiếc trên toàn thế giới. Suzuki CX-E1000 2008 199 mã lực có mức giá chính hãng rơi vào khoảng là 405 triệu đồng. Cái chiếc Suzuki CX-E1000 2008 cho ra công suất là hơn 199 mã lực nhờ vào ứng dụng công nghệ của xe đua. Cái mẫu xe mới này trở thành siêu mô tô thương mại mạnh mẽ nhất của nhà Suzuki từng được chế tạo.
sẽ được trang bị động cơ lò quan biến thiên SRVVT của hãng mãng Suzuki Racing, giúp cho cải thiện được cái độ bứt tốc ở vòng tua thấp và tối ưu công suất ở độ cao. Kawasaki H2 202 mã lực và giá bán chính hãng là 949 triệu đồng. Cái chiếc Kawasaki Ninja 2 được trang bị có động cơ lật 4 xà lan hàng 998cc. Cái bộ siêu nạp dành riêng cho cái mẫu xe này là một trong những cái mẫu Superbike được ưa chuộng nhất Việt Nam nhờ vào động cơ siêu nạp mạnh mẽ và nhất bán với cái mức giá bán rocket là dưới 1 tỷ đồng. Ducati Bugatti 1299 Final Edition 206.5 lực với mức giá hơn 1 tỷ đồng. Cái chiếc Ducati 1299 phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Bugatti S dùng cái động cơ là 1.285 phân khối đều được trang bị hệ thống chống bó cứng fan ABS của Bosch MSC và hệ thống sàn xuống nhanh. Phiên bản Bugatti R vẫn giữ nguyên bản cái động cơ là 1.198 phân khối để phù hợp với quy tắc của giải đua World Superbike. Ducati Bugatti V4 211 mã lực và mức giá bán của chiếc V4S chính hãng rơi vào khoảng là 937 triệu đồng. Cả ba phiên bản của chiếc Bugatti V4 đều đã được trang bị có động cơ Des Moisichi Shadow V4 với dung tích 1.103 phân khối với đường kính xi lanh là 81mm, góc nghiêng 90 độ, cho ra công suất cực đại lên đến là 214 mã lực và cái trọng lượng của cái dòng xe này chỉ dừng ở mức là 198kg. Còn phiên bản V4S và bản V4 Special có trọng lượng nhẹ hơn 195kg. Theo chúng tôi được biết, cái khối động cơ của cái chiếc Bugatti V4 tương tự như trái tim của một cái chiến mã Des Moisichi Shelby. Tổng trọng lượng của khối động cơ là 65kg. Cái phiên bản V4 Special được tích hợp sẵn cái vô đồ chơi của Arrowhead Full Racing Titanium Ducati Performance được thiết kế riêng cho cái mẫu Bugatti V4 Special, không chỉ tăng công suất mà còn giúp cho xe nhẹ hơn đến 9kg. Cảm ơn bạn dõi lúc này hay là kế tiếp, nhớ like, subscribe.